shop em hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bác là cái cách chỉnh cái mẫu đèn pha đèn pha cảm biến nhé để các bác sử dụng ở nhà các bác có thể là sử dụng ở sân ở cổng với chức năng là chiếu sáng hoặc là các bác có thể là sử dụng với chức năng là phòng chống trộm cắp Nghĩa là cứ người đi đến thì đèn nó sẽ sáng thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác là cái cách cách, cách chỉnh nhé cái cảm biến của nó Đây, sản phẩm đây, bộ sản phẩm thì bên em nhập uh, nguyên kiện của nhà máy nên là có sẽ có đầy đủ tất cả các giấy tờ Đây các bác nhé Đấy. hàng này thì các bác dùng yên tâm Đấy. Đây, tất, nhà sản xuất người ta kèm tất cả các cái giấy tờ hướng dẫn lắp đặt hướng dẫn sử dụng rồi hướng dẫn chỉnh như thế nào Đấy, thì em hôm nay em sẽ hướng dẫn bằng cái clip này để cho các bác tiện theo dõi nhé Đây, cái sản phẩm này là hàng chuẩn 50W này Đấy, công suất thực tế là đúng chuẩn 50W như là nhà sản xuất người ta công bố thì ở trên sản phẩm ở cái phần cảm biến đây ở cái phần cảm biến này thì chúng ta có thể là tùy chỉnh được đấy thì các bác để ý ở ở mặt sau cho em nhé đây mặt sau của nó nó sẽ có ba nút này đấy có sẽ có ba cái nút thì cái nút ngoài cùng ở bên tay phải này các bác để ý này có chữ NUX là chữ nút ấy thì ở trên cái nút này thì nó sẽ, nó sẽ có một cái biểu tượng là mặt trăng và mặt trời nếu mà các bác xoay nó về phía mặt trời đấy, thì cái đèn này nó sẽ hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm đây em đang ở ở chế độ mặt trời còn nếu mà các bạn xoay các bác xoay sang cái phần mặt trăng Đây em xoay ngược lại nha các bác nhé đấy, em vặn ngược lại này đấy xoay sang phần mặt trăng thì cái đèn này nó chỉ hoạt động vào ban tối khi nghĩa là khi mà ánh sáng bắt đầu là nó chuyển sang uh, kiểu sầm tối thì đèn bắt đầu hoạt động rồi đấy thì còn cái nút ở giữa là nút tham thì nó sẽ nó sẽ có hai cái biểu tượng là dấu cộng dấu trừ thì cái nút tham này chức năng là gì là các bác có thể là chỉnh cái thời gian để cái đèn này sáng khi mà có chuyển động đi vào đấy cái nôm na các bác có thể chỉnh được cái thời gian như là khi mà các bác bắt đầu đi vào và khi các bác đi ra khi các bác đi ra khỏi cái phạm vi quét của bóng đèn thì nó sẽ sáng tiếp tục trong bao lâu thì các bác có thể là chỉnh ở cái nút này nút tham thì ở trên này nó cũng sẽ có hai cái biểu tượng là cộng và trừ đấy nếu mà các bác mà chỉnh về phía cộng tối đa thì có thể là chỉ có 5 giây thôi nhưng mà các bác có thể là chỉnh ở cái mức tối đa là ở dấu cộng này thì thời gian sáng có thể là lên tới đến hàng phút hai ba phút là năm phút gì đấy thì còn cái nút ngoài cùng ở bên trái là nút sen đây các bác nhìn thấy cái cái đấy, nút sen này thì nó cũng có hai cái biểu tượng là dấu cộng dấu trừ thì nút sen này có chức năng là chúng ta là tăng cái độ phủ quét cảm biến của đèn nếu mà các bác vặn về phía dấu cộng hết cỡ thì là tối đa là được 8 mét còn nếu mà các bác có thể vặn về dấu trừ hết cỡ thì phạm vi quét có thể là khoảng độ tầm một mét thôi đây các bác có thể là xoay nếu mà các bác xoay ở giữa này thì khoảng khoảng quét có thể là đấy, các bác có thể để để lưng chừng này thì khoảng quét có thể là 95m. Đương nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí lắp đặt của các bác. Ví dụ như, như là các bác mà lắp ở sân. Đấy, phạm vi rộng thì các bác có để để tối đa cho em để cho nó hiệu quả tốt nhất. Nhưng là nếu mà các bác mà lắp ở cầu thang hoặc là các cái vị trí mà góc hẹp thì các bác sẽ phải giảm cái độ sensor để xuống. Đấy, thì để nó hoạt động hiệu quả hơn. Nếu các bác mà để mà sensor nó cao quá thì đôi khi là nó sẽ bắt ở ngoài cái phạm vi sử dụng của mình nên là nhiều lúc là nó hoạt động là sẽ không theo ý muốn. Nên là khi các bác lưu ý là khi các bác mua cái đèn này về thì đầu tiên là các bác phải chọn vị trí treo, sau đó là các bác sẽ tinh chỉnh các cái nút Đấy, sẽ tinh tinh chỉnh cái nút để cho nó phù hợp đúng cái vị trí mà các bác à, các bác treo ở đấy các bác lưu cho em nhé chúng ta phải tinh chỉnh Đấy, khi mua về các bác phải tinh chỉnh, Đó là các, các bác chỉnh theo cái ý muốn của mình. Đấy, thì tất cả sản phẩm này bên em sẽ bảo hành 2 năm và trong vòng một tháng đầu sử dụng thì uh, bên em sẽ đổi mới nếu sản phẩm lỗi. Đấy, toàn bộ cái cái đèn này nhé các bác nhé, nó là bằng uh, gang đúc nó rất là nặng, cái này bằng gang nhé các bác nhé, không phải là hàng giá rẻ, không phải là hàng giá rẻ bằng nhựa mà cái này bằng gang. Đấy, các bác treo ngoài trời thoải mái. À, chống nước nhé các bác nhé các bác treo trời ở ngoài trời cũng được